Hello, chào cả nhà nha. Vì video hôm nay cũng không dài, em chỉ giới thiệu sơ qua một phần quay mà hôm nay số em đã nhập về. Rồi là hôm nay số em nhập về một số cây khá là thú vị. Đây, ngay hiện tay em sẽ giới thiệu với mọi người đó chính là cây tuyết tùng. Đây, mọi người có thể thấy đó là loài cây thuộc họ thông, giống lá kim, có nguồn gốc xuất hiện từ Himalaya thuộc khu vực địa Trung Hải, là loài cây thân gỗ này có chiều cao từ khoảng là 30 đến 40 cm, cây có thể cao từ 60 cm trở lên. Cây này có nhiều nhánh phân từ gốc lên đến ngọn. Đây, mọi người có thể thấy chia thành từng nhánh nhỏ như thế này, và có các nhánh cây rộng và thẳng, lá mọc và xếp chồng lên nhau tạo thành các tán cây rộng lớn này. Vì đặc biệt ý, thì lá của cây này có dạng là một loại lá kim, giống các loại cây thông mà những cái thông Noel trang trí mà mọi người thường thấy ý. Và đặc biệt ý, trên những chiếc lá này thì có thêm màu trắng nên được gọi là cây tuyết tùng. Nhìn có thể loài này cũng có thể có quả nha, và nó có hình dạng là phấn mỏ, về bề mặt có một lớp sáp trắng với hiện hữu giữ ẩm cho lá này. Đây, mọi người nhìn thấy lớp sáp trắng trên cây, nên nhìn cây có một chút màu trắng xen lẫn với màu xanh như thế này. Và loài cây này có mùi lá khá hăng nha mọi người, mùi lá rồi hăng hơn các loại thông bình thường, nhìn cũng có xen chút mùi thơm. Tuy nhiên cây này thì trong tự nhiên phát triển cao to thì sẽ có thể cho quả này. Còn riêng với cây tuyết tùng ấy mà trồng trong nhà, trong chậu như thế này thì quả ra thì rất là hiếm và ít, nên hầu như chỉ có thể dùng được trang trí trên các to và làm việc, trang trí ban công và quán cà phê. Và ví dụ như mọi người có thể mua để trang trí cho những cái dịp đó là em và không thích cây to, có thể mua cây nhỏ như thế này và treo thêm các vật trang trí lên để trang trí thêm một cái thông Noel này, có thể là dịp Halloween sắp tới chẳng hạn. Mọi người có thể mua về để trang trí và dịp Halloween. Còn trong phong thủy, về mặt phong thủy thì loài cây này có ý nghĩa là xua đuổi âm khí nha, xua đuổi âm khí ma quỷ hay là không khí trong nhà, đuổi những tà khí này, thu hút vận may tới cho gia chủ. Gỗ của loài cây này còn được dùng để làm gỗ cho gia đình hoặc chùa, nhưng mà đối với các loài cây trồng ở ngoài tự nhiên thôi, còn loài cây này chỉ dùng để trang trí. Các vị sư trong chùa cho rằng ấy thì đây là nơi trú ngụ của thần linh cũng như thông với thiên địa thế giới, nên ngoài ra bề mặt ý nghĩa sâu xa của loài cây này thì tiếp tục có thể hiện là sự tôn trọng, tình yêu thương của mình đối với những người xung quanh, và chính vì thế tiếp tục được lựa chọn để đặt trồng lên các năng lượng của những người thân yêu để tạo sự tự trọng và tự nhớ. Còn ở đây thì cây tuyết tùng này được mua để trang trí trong nhà thôi, ở ban công, và cho những các dịp mà mọi người có thể yêu thích để mua. Nhìn vào thì rất là đẹp, với màu trắng xen trên lá nhìn rất đẹp và lạ nhá. Và hôm nay cũng chỉ về cây này là xem em một về. Rất là nhiều loài cây khác, em sẽ đem đến cho mọi người hai cây này là cây trúc phát tài. Như mọi người nhớ không, chọn nhìn rất xinh luôn, thì có dưa hấu và trái im đỏ. Rồi cái này mà đem đi tặng là rất là đẹp luôn, nhìn màu đẹp đẹp lắm luôn mọi người. Thì mà trúc phát tài nó còn có tên gọi khác, đó chính là cây trúc vạn niên, trúc tiêu hay trúc vạn vân. Có tên là như vậy, như là cái loại này phát tài thì thường liên quan đến vận may này, sự may mắn, về phong thủy.
Còn là về nguồn gốc ấy thì cây này có xuất thân từ châu Á và châu Phi và được trồng của phía Trung Quốc, và hiện nay thì nó đã được có mặt tại Việt Nam trong những gần đây. Nhìn nó trên thân của những cây này ấy, thì giống như những trúc vậy, chia ra từng đốt như thế này. Lá trên này nên được gọi là cây trúc phát tài. Cái loại cây này thì thường ưa bóng râm và trồng thật đúng. Rồi bộ đốt thì nó thường cách nhau từ khoảng đến 2-3 cm, và nó có màu xanh nhạt nhạt xen lẫn màu xanh đậm ở từng đốt, đây mọi người có thể thấy. Và cây trúc phát tài thì thường nó sẽ không có cành, nó chỉ mọc ra từ những chiếc lá và những mầm non được bám sát vào thân và màu xanh bóng. Hình dạng thì nó có hình dáng mác nhọn. Mỗi mầm nhánh như này có thể dài từ 10 đến 15 cm. Đây là những mầm nhánh nho và chất trồng trong chậu như thế này nên là nhánh của nó thường sẽ rất bé và chiều thì nó rất là nhỏ nhắn. Cái loại này thì rất hợp để mọi người có thể đem tặng cho người mến như là tặng quà sinh nhật, bạn bè hay cho vợ. Nhìn rất là đẹp và những chậu mình nhổ vào dưa hấu. Em thì cũng rất thích được không? Về ý nghĩa ấy, thì cây này sẽ cho con lại may mắn và đại cát đại lợi khi gắn cho gia chủ. Nghe chữ chúc phát tài là mọi người đã biết là ý nghĩa của cây này rồi. Đấy, qua giới thiệu sơ qua về cây này, còn tiếp theo xin giới thiệu đến mọi người cây tiếp theo của nó là chính là cây kim tiền. Về cây kim tiền ấy thì chắc hẳn ai mà yêu thích cây thì cũng biết rồi, cây kim tiền chỉ cần nghe thôi đã thể hiện được gặp chặt một tiền thôi. Cây kim tiền ấy ngoài tác dụng là giúp cho thay lọc không khí ra ấy, nó còn có tác dụng nổi bật, đó chính là về ý nghĩa phong thủy. Cây kim tiền này thì liên tưởng đến sự quý quý, được gọi là phát tài nữa. Chỉ cần cây kim tiền trong nhà thì nơi làm việc của mình sẽ sở hữu được sự giàu có này, tiền tài xuân tốt thịnh vượng này. Cây kim tiền ấy thì vào dịp lễ Tết thì nhiều người sẽ có những sợi chỉ đỏ một bên cây này nhằm thể hiện cho ý nghĩa phát tài, phát lộc thịnh vượng, đồng thời tượng trưng cho một năm thành công. Vì vậy kim tiền này thường rất được ưa chuộng để tặng cho các con dịp Tết. Đặc biệt để các vào ngày lễ, vào các ngày mà chẳng hạn như là đến mừng tân gia chẳng hạn, thì cây này rất là có ý nghĩa nha. Và hôm nay không chỉ có những loại cây này thì shop em còn về rất là nhiều các loại cây mini xanh đá nhỏ. Đây, sau đây em đã về thêm rất nhiều cây mini nhỏ xinh. Đây, giới thiệu mọi người đó chính là cây cẩm nhung nha, nhìn nhỏ. Đặc biệt loài cây này có rất là nhiều màu, màu hồng, màu xanh, màu đỏ và có cả màu trắng nữa, nhìn rất là đặc biệt. Tiếp đó chính là cây bóng đồng. Bóng đồng đây mọi người thấy chủ yếu không? Nó là loài cây xung đồng đặc biệt về xen đá đặc biệt, giống như những chiếc bóng đồng đây. Có xen những sọc trào nữa nên được gọi là cây móng rồng. Không chỉ có cây móng rồng mà xen đá này em mê rất nhiều nha, nhìn đẹp của mọi người. Nếu mọi người thích thì hãy liên hệ qua shop em có để lại địa chỉ trên màn hình, mọi người có thể qua đây để khám phá và tham khảo một số loại cây đẹp. Cảm ơn mọi người nha.